Xin chào các bạn đã quay trở lại với Surface City và đây sẽ là video chia sẻ với các bạn 5 tips để giúp các bạn, 5 mẹo nhỏ để giúp các bạn có thể sử dụng chiếc laptop Surface của mình một cách hiệu quả hơn. Mẹo nhỏ đầu tiên, sử dụng chiếc máy tính bảng của các bạn ở chế độ màn hình dọc. Bình thường các bạn sẽ sử dụng nó ở chế độ màn hình ngang giống như một chiếc laptop thông thường, nhưng đây là một chiếc tablet và các bạn có thể xoay nó sử dụng nó ở chế độ màn hình dọc. Màn hình dọc sẽ giúp cho các bạn khi đọc báo các bạn có thể hiển thị được nhiều thông tin hơn. Ngoài ra thì nếu như các bạn xem YouTube thường xuyên các bạn cũng có thể nhìn thấy được nhiều những cái video hơn khi mà các bạn ở trong trang chủ. Mẹo thứ hai đó chính là bàn phím cảm ứng ở trên những chiếc laptop Windows đã có tiếng Việt. Khi sử dụng thì các bạn có thể gõ bằng bàn phím cảm ứng và có hỗ trợ tiếng Việt hoàn toàn. Theo cái kiểu gõ bàn phím là Telex chứ không phải là kiểu gõ bàn phím kiểu a à, ở bờ cờ hay là nó có kiểu bàn phím cũ của Windows ấy, nhìn nó khá là khó chịu. Nhưng bây giờ chúng ta đã có bàn phím tiếng Việt Telex để có thể sử dụng được rồi. Và thứ ba đó là nếu như bạn nào có ngón tay bé, bạn nào có kiểu cái ngón cái của bạn không vươn được ra tới giữa màn hình thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn chế độ đó là chia đôi bàn phím ra giống như trên nhiều những chiếc điện thoại hay là máy tính bảng đều có thể làm được chức năng này để chế độ này thì tay của các bạn sẽ không cần phải với quá nhiều và vẫn có thể gõ được bàn phím vẫn có thể gõ được tiếng Việt rất là dễ dàng Mẹo thứ tư đó là sử dụng phần mềm OneNote ở trên những chiếc MacBook và những thiết bị iPhone thì ví dụ như các bạn nốt các bạn viết nốt ở trên iPhone thì nó sẽ tự hiện lên MacBook và ngược lại, MacBook viết thêm nốt như bình thường thì nó sẽ tự đồng bộ lên những chiếc iPhone của bạn, giúp cho khi mà các bạn sử dụng nó để làm việc hay là phục vụ các công việc cần ghi chú nhiều thì nó rất là dễ dàng trao đổi thông tin rất là nhanh. Ở trên những chiếc laptop Windows cũng có những cái tính năng tương tự và một trong những cái phần mềm giúp cho các bạn có thể thực hiện được tính năng đó, đó chính là OneNote. OneNote sẽ khi mà các bạn đăng nhập cùng tài khoản Microsoft vào chiếc máy tính Surface này và sử dụng cái phần mềm OneNote ở trên điện thoại, ở trên máy tính bảng hay ở trên tất cả các thiết bị khác cùng chung tài khoản đó thì khi mà các bạn viết nốt ở trên máy tính Surface các bạn sẽ có được khả năng đồng bộ lên tất cả thiết bị khác và thứ năm đó là khả năng mở rộng bộ nhớ ở trên những chiếc máy tính bảng Surface thì chúng ta có bộ nhớ trong cũng không quá là lớn với rất là nhiều, nhiều phiên bản chúng ta có bộ nhớ trong chỉ từ 64g hoặc cao hơn thì chúng ta sẽ có bộ nhớ trong cho phiên bản thấp nhất là từ 128g 128g vẫn là chưa gọi là không quá thoải mái để các bạn có thể sử dụng đâu vì vậy nên nếu như ok thì các bạn nên lựa chọn các phiên bản có cấu hình bộ nhớ trong cao hơn ví dụ như là 256g chẳng hạn từ 256GB trở lên hoặc nếu như đã lỡ mua hoặc các bạn chỉ có đủ tài chính để mua cho mình phiên bản 128GB thì các bạn có thể có thể dùng một lựa chọn nữa đó là sử dụng khe cắm thẻ nhớ ở phía mặt sau chiếc laptop Surface này khe cắm thẻ nhớ này hỗ trợ dung lượng lên rất lớn các bạn hoàn toàn có thể mua những thẻ nhớ 128, 256, 512GB thậm chí có những thẻ thẻ nhớ micro SD có dung lượng bộ nhớ lên tới là 1T từ phiên bản Pro X hay là phiên bản Pro 8 thì các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp được bộ nhớ trong SSD. Microsoft để sang cái vị trí thay bộ nhớ trong SSD M2 ở ngay cái vị trí của cái cảm thể nhớ cũ này để giúp các bạn có thể mở rộng bộ nhớ hay là thay thế ổ cứng một cách dễ dàng hơn. Vậy đó là năm mẹo nhỏ nhỏ mà Surface City mách các bạn để giúp các bạn có thể sử dụng chiếc máy tính Surface của mình một cách tốt hơn. Cảm ơn các bạn và nếu như các bạn có câu hỏi nào hay có yêu cầu nào comment xuống phía dưới nhé. Mình sẽ thực hiện và giải đáp các thắc mắc của các bạn trong các video sau. Xin chào, hẹn gặp lại.